cái mạng M-Drive thường mà chúng ta hay gặp khi mà chúng ta thực hành lâm sàng tại bệnh viện. Thì đối với cái bài MRI khớp gối này á, cái mục tiêu của chúng ta là chúng ta sẽ trình bày được giải phẫu của khớp gối ở trên hình MRI. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ nhận diện được các cấu trúc giải phẫu chính trên cái hình chụp MRI khớp gối. Và mục tiêu thứ ba là chúng ta sẽ nhận diện được một số những cái triệu chứng và bệnh lý cơ bản trên hình MRI khớp gối. Thì cái giải phẫu khớp gối này thì chúng ta sẽ nhắc lại một số những cái cấu trúc mà chúng ta sẽ thấy được và chúng ta khảo sát trên hình MRI. Thì khớp gối nó là một trong những cái khớp mà thường xuyên bị chấn thương nhất, và nó là cái khớp lớn nhất trong cơ thể, và nó là khớp hoạt dịch. Thì chức năng của khớp gối như chúng ta đã biết là chức năng của nó là co duỗi và rất là ít chức năng quay. Xương thì cái này chúng ta cũng đã học rồi ha. Thì phía bên trên của khớp gối nó sẽ được tạo bởi cái xương đùi, thì nó sẽ có lồi cầu trong và lồi cầu ngoài của xương đùi. Phía dưới thì nó sẽ có xương chày, thì xương chày nó cũng sẽ có lồi cầu trong và lồi cầu ngoài, mâm chày và lồi cũ chày. Thì lồi cũ chày nó sẽ là nơi bám của gân cơ bánh chè. Rồi chúng ta sẽ có xương mát và một cái xương bánh chè ở phía trước. Thì xương bánh chè nó là cái xương vần lớn nhất của cơ thể, và nó là nơi bám của gân cơ tứ đầu đùi và gân xương bánh chè. Thì có một cái chức năng của cái xương bánh chè này, nó sẽ làm tăng cái lực cơ học cho cơ tứ đầu đùi, và một cái chức năng tiếp theo tức là nó sẽ bảo vệ cho khớp gối. Thì cái phần giải phẫu về xương thì chúng ta đã rất là quen thuộc. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái phần mà chúng ta sẽ khảo sát, một trong những cái phần mà chúng ta sẽ khảo sát chính ở trên cái hình MRI khớp gối, đó là cái phần sụn chêm. Thì cái sụn chêm của khớp gối á, nó là một cái sụn sơ mà nó nằm ở phía trên mâm chày. Thì cái mục đích của cái sụn chêm này á, nó là giúp cho cái xương đùi và mâm chày nó sẽ chuyển động nhịp nhàng, và nó có một cái chức năng nó giống như là cái cushion, cái chức năng để nó nằm ở giữa, nó đệm cho cái lồi cầu của xương đùi phía trên và cái lồi cầu của cái xương bánh chè ở phía dưới. Và đồng thời cái sụn chêm này nó cũng giúp cái những cái hoạt dịch nó sẽ được chạy đều trong bao khớp. Thì tuy nhiên cái sụn chêm này nó có một cái đặc điểm là máu nuôi của nó kém, và do đó là nó sẽ khó lành sau chấn thương. Và chúng ta nhớ là cái sụn chêm nó sẽ có ba cái phần, nó sẽ chia cái sụn chêm ra làm ba cái phần. Thì thông thường nó chỉ có máu nuôi được cái phần bên trong, máu nuôi tại cái phần bên trong, còn lại cái phần ngoài thì nó lại phần giữa, một phần ba giữa nó lại càng ít máu nuôi, và đến cái phần ngoài thì cái máu nuôi cho sụn chêm nó lại càng ít. Thì do đó là tại sao mà khi mà chấn thương sụn chêm á, thì tức là chỉ có cái phần ngoài, một phần ba ngoài của cái sụn chêm á là nó có máu nuôi, còn cái phần trong á thì nó cái lượng máu nuôi nó sẽ bị kém. Do đó là tại sao khi mà chấn thương sụn chêm thì nó sẽ khó lành, thì sụn chêm á thì chúng ta sẽ có sụn chêm trong và sụn chêm ngoài. Thì sụn chêm trong á nó sẽ có hình chữ C, trong khi đó thì sụn chêm ngoài nó sẽ có hình chữ O. Sụn chêm trong nó sẽ dính liền với cái dây chằng bên trong, và đặc biệt cái sụn chêm trong này nó sẽ dễ tổn thương hơn cái sụn bên ngoài. Sụn chêm ngoài đó, nó sẽ không có dính với cái dây chằng bên ngoài. Thì hai cái sụn chêm ở hai bên đó, nó sẽ được một số những cái dây chằng, ví dụ như là dây chằng ngang hoặc là dây chằng CRISPR hoặc là dây chằng vành, nó sẽ cố định.
Thì đây là cái hình mà người ta mô tả cho chúng ta cái hình của sụn chêm. Thì bình thường á, chúng ta chỉ thấy là khi mà chúng ta chụp X quang á, chúng ta chỉ thấy được cái xương xương đùi ha, lòi chầu của xương đùi, rồi cái mâm chày, rồi chúng ta thấy được cái xương mát và cái xương bánh chè ở phía trước, và chúng ta không có thấy được sụn chêm. Nhưng mà khi mà chúng ta chụp MRI thì chúng ta sẽ khảo sát được những cái bệnh lý mà nó thuộc cái sụn chêm ở cái vị trí này. Ngay cả khi mà chúng ta chụp CT, chúng thậm chí là chúng ta cũng không thấy được cái sụn chêm này trên cái hình CT. Mà do đó là để mà khảo sát những cái bệnh lý về sụn thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng cái hình MRI. Thì đây là cái hình giải phẫu của chúng ta, của cái khớp gối, thì chúng ta sẽ thấy là ở đây là cái sụn chêm trên trong. Thì cái sụn chêm trong này nó sẽ dính với cái dây chằng bên trong. Thì đây là cái dây chằng bên trong, dây chằng bên trong là dây chằng này. Thì dây chằng bên trong thì nó sẽ nối từ cái lồi cầu trong của xương đùi cho tới cái lồi cầu trong của cái mâm chày. Và khi mà trên cái đường đi mà nó đi xuống như vậy á, thì nó sẽ dính với cái sụn chêm trên trong. Còn đây là cái sụn chêm ngoài ha. Thì cái sụn chêm ngoài, và đây là cái dây chằng bên ngoài. Thì cái dây chằng bên ngoài nó sẽ bám từ cái lồi cầu ngoài của cái đầu dưới xương đùi cho tới cái xương mát. Và đặc biệt đó, nó khác với cái dây chằng bên trong là tại cái vị trí này nó không có dính với cái sụn chêm. Theo những cái sách vở người ta nghiên cứu thì cái dây chằng bên trong này nó sẽ dễ bị tổn thương hơn so với cái dây chằng bên ngoài. Thì đó là cái hình mà nếu mà chúng ta nhìn từ cái mặt phía trước, và sau khi mà chúng ta bóc tách cái xương bánh chè ở phía trước, thì chúng ta sẽ thấy được cái khớp gối nó sẽ nằm như vậy. Và ở giữa, ở đây là ở giữa cái hõm liên lồi cầu của khớp gối, thì nếu mà chúng ta nhìn từ phía trước, chúng ta sẽ thấy được là hai cái dây chằng chéo trước và chéo sau. Còn lại nếu mà chúng ta nhìn, mà chúng ta nhìn từ phía trên mà chúng ta nhìn xuống, tức là khi mà chúng ta chụp MRI mà chúng ta cắt cái mặt cắt SO, thì chúng ta sẽ thấy được cái hình nó sẽ là như vậy. Và chúng ta thấy là sụn chêm trên ngoài á, thì nó sẽ có hình chữ C. Đây là cái sụn chêm ngoài, nó sẽ có hình chữ C. Còn cái sụn chêm trong á, thì sụn chêm trong thì thực ra người ta nói nó là hình chữ O, thì cũng không có hẳn là đúng. Tại vì thực ra là cái phần trong này nó không có khép với nhau. Tuy nhiên á, cái độ cong của nó nhiều hơn so với cái sụn chêm ngoài. Sụn chêm ngoài thì hoàn toàn nó là hình chữ C, và hai cái mép đầu hai bên là sườn trước và sườn sau này nó cách xa nhau ở cái sụn chêm ngoài. Còn cái sụn chêm trong này thì nó hơi cong và nó hơi xích lại gần, nhưng mà hoàn toàn nó không có khép lại hoàn toàn như hình chữ O. Cho nên nói là hình chữ O thì cũng không có hoàn toàn là chính xác. Và một cái sụn chêm như vậy á, thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ chia ra làm ba phần. Cái phần này khi mà chúng ta nhìn từ phía trước tới mà chúng ta thấy á, thì đây là cái phần sừng trước, sừng trước của sụn chêm. Đây là cái sừng trước của sụn chêm. Sau đó nó sẽ có đến thân sụn chêm và đến cái sừng sau của sụn chêm. Thì nếu mà chúng ta nhìn từ phía trước xuống trên cái hình này thì chúng ta sẽ không thấy được cái sừng sau của sụn chêm. Thì cũng giống như vậy á, trong cái sụn chêm trong á, chúng ta cũng sẽ có ba cái phần, và ba cái phần này chúng ta cũng sẽ thấy được rõ ràng khi mà chúng ta chụp cái hình MRI. Bây giờ về cái phần mà dây chằng á, thì nó cũng là một cái cấu trúc mà nó quan trọng khi mà chúng ta khảo sát cái hình ảnh MRI của cái khớp gối. Thì cái dây chằng bên trong thì chúng ta đã biết rồi ha. Thì đây là cái dây chằng bên trong ha. Thì nó sẽ nối từ cái lồi cầu trong của xương đùi cho tới cái lồi cầu trong của cái xương chày. Thì cái dây chằng bên trong này á, nó thực ra nó sẽ có hai cái đầu, một cái đầu nông và một cái đầu sâu. Thì cái đầu nâu á, nó sẽ hòa vào và nó bám vào cái mạch lồi cầu trong của mâm chày. Còn cái đầu sâu á, thì nó sẽ hòa vào bao khớp và nó sẽ hòa vào cái gân cơ bám màng và nó dính vào cái sụn chêm trong. Ha, thì chúng ta nhớ là dây chằng bên trong thì nó sẽ dính vào cái sụn chêm trong. Và cái mục đích của cái dây chằng bên trong á, là nó làm giảm cái lực
lật chân từ bên trong. Cái hình này chúng ta sẽ lướt qua. Bây giờ ứng với cái dây chằng bên trong, ở phía ngoài chúng ta sẽ có một cũng là một cái dây chằng khá tương tự. Và cái chức năng của dây chằng bên ngoài, nó có cái chức năng là nó giảm những cái lực tác động từ bên ngoài, và nó xuất phát từ cái lồi cầu ngoài của xương đùi, bám tận vào cái đầu của xương mát. Thì đây là cái dây chằng bên ngoài. Trên cái hình nãy chúng ta cũng thấy được cái dây chằng bên ngoài là cái dây chằng này. Chúng ta nhớ là khi mà nó đi ngang qua cái sụn trên ngoài thì nó sẽ không có dính vào cái mặt, vào cái thân của sụn trên ngoài như là cái sụn trên trong. Bây giờ tiếp nữa nó sẽ đến một cái dây chằng, một cái cặp dây chằng mà quan trọng khi mà chúng ta khảo sát cái MRI khớp gối. Thì trước hết là chúng ta sẽ nói về cái dây chằng chéo trước. Thì cái mục đích của cái dây chằng chéo trước là nó sẽ giữ cho xương đùi nó không có di chuyển ra sau, và xương chày nó không có di chuyển ra trước, và nó có cái tác dụng là chống xoay trong. Thì cái đường đi của nó sẽ xuất phát từ cái bờ trước của cụ liên lồi cầu mâm chày, và nó sẽ bám tận vào bên trong lồi cầu ngoài xương đùi. Tức là cái nó sẽ xuất phát từ cái đầu dưới ha, từ cái mâm chày, và sau đó nó đi lên mà nó bám vào cái mạch trong lồi cầu ngoài của xương đùi. Thì chúng ta sẽ quay lại, chúng ta coi cái dây chằng bên chéo trước. Thì đây là cái dây chằng chéo trước nè. Thì chúng ta thấy là dây chằng chéo trước nó sẽ xuất phát từ mâm chày, và sau đó nó sẽ đi chéo lên và nó sẽ bám vào mạch trong của lồi cầu ngoài mâm chày xương đùi. Đây là cái dây chằng chéo trước. Thì cái đường đi của nó sẽ đi từ cái hướng từ phía trước mà nó đi chéo, và nó sẽ đi ra phía sau. Bây giờ đến dây chằng chéo sau. Thì cái dây chằng chéo trước này còn một cái nữa là chúng ta sẽ thấy là bác sĩ người ta hay đọc nó là ACL, nó là viết tắt từ cái từ tiếng Anh. Còn dây chằng chéo sau nó là BCL, nó cũng viết tắt từ dây chằng, nó cũng viết tắt từ cái từ posterior cruciate ligament. Bây giờ cái chức năng của cái dây chằng chéo sau nó sẽ là ngăn cái tình trạng mà duỗi quá mức, và nó ngăn cản sự trượt phía trước của xương đùi mà nó chống xoay ngoài. Thì xuất phát thì nó là từ bờ sau của mâm chày ha, nó sẽ khác với cái dây chằng chéo trước. Dây chằng chéo trước là mặt trước của mâm chày, thì cái thằng dây chằng chéo sau này nó là từ mặt sau của mâm chày, mà nó bám tật là nó sẽ bám tật vào mặt trước ngoài lồi cầu trong của xương đùi, mặt trước ngoài lồi cầu trong của xương đùi. Thì cái hình dạng của cái dây chằng chéo sau nó sẽ như này. Đây là cái dây chằng chéo sau. Thì cái hai cái dây chằng này nó sẽ chéo nhau ha. Dây chằng chéo sau nó sẽ xuất phát từ bờ sau của cái mâm chày, và nó đi chéo ra phía trước, và nó bám vào mặt trong của lồi cầu trong của xương đùi. Đây là cái dây chằng chéo sau. Thì khi mà chúng ta nhìn phía trước như vậy thì cái phần sau của cái phần phần đầu 1/3 mà cái khúc mà của mâm chày của dây chằng chéo sau á, chúng ta sẽ không có nhìn thấy rõ. Thì ở cái khớp gối này, ngoài những cái dây chằng á, nó còn có một hệ thống bao hoạt dịch mà nó nằm ở tại cái vùng khớp gối này. Thì nó có tới 5 cái bao hoạt dịch mà nó nằm xung quanh cái vùng khớp gối này. Thì thứ nhất là bao hoạt dịch mà nó nằm phía trên của xương bánh chè. Thì đây là cái vị trí bao hoạt dịch ở phía trên bánh chè. Rồi bao hoạt dịch phía trước bánh chè, bao hoạt dịch phía dưới bánh chè, và một cái bao hoạt dịch đó là cái bao hoạt dịch bán màng nha. Bao hoạt dịch gân cơ bán màng nó nằm phía sau. Thì đó là những cái vị trí của những cái bao hoạt dịch.
và ở phía trước dưới đầu dưới xương đùi và mâm chày, và nó nằm phía sau của cái xương bánh kè, nó sẽ có một cái lớp mô đệm. Thì cái lớp mô đệm này á, nó là một cái khoang mỡ, và cái khoang mỡ này nó có cái nhiệm vụ là nó sẽ giảm ma sát. Về giải phẫu của các cơ thì cái này á, trên cái MRI của khớp gối chúng ta cũng ít khi nào chúng ta phải sử dụng, cho nên các bạn về các bạn sẽ tự coi, và cái phần này chúng ta sẽ không có thi những cái cơ. Chúng ta nhớ được thì tốt, còn nếu mà không được thì cũng không có sao. Thì về giải về phần MRI á, thì cái này chúng ta cũng về chúng ta coi. Thì đây là những cái lát cắt mà exo của cái khớp gối. Thì trên những cái lát cắt này á, chúng ta sẽ thấy được là đặc biệt á, cái những cái dây chằng á, của nó sẽ có cái tín hiệu đen trên những cái chuỗi sung. T1 nó cũng đen mà T2 nó cũng đen, cho nên là trên cái hình này chúng ta nhìn á, chúng ta thấy đây là cái dây chằng bên ngoài nè, hay là dây chằng bên ngoài của chúng ta màu đen, rồi nó sẽ có cái dây chằng bên trong. Phía trước của nó là xương bánh chè ở phía này. Xin lỗi nha, tôi có điện thoại chút xíu.
chúng ta tiếp tục ha. Thì cái phần giải phóng này các bạn về các bạn tự học. Nó có rất nhiều những chi tiết trên cái hình giải phẫu này, nhưng mà thực ra chúng ta cũng không có cần phải nhớ hết những cái cấu trúc giải phẫu, những cái gì mà người ta chú thích, mà chủ yếu chúng ta nhớ được những cái mà cấu trúc giải phẫu mà nãy giờ chúng ta học, tức là chúng ta phải biết được dây chằng bên trong, dây chằng bên ngoài, dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau, rồi sụt chêm. Chúng ta phải nhìn được cái sụt chêm. Thì trên cái hình sụt chêm này, trên cái lát cắt axo mà ngang qua cái sụt chêm, thì chúng ta sẽ thấy là sụt chêm nó sẽ có cái hình màu đen. Thì sụt chêm nó cũng giống như là dây chằng với gân cơ vậy đó, cái sụn nào nó cũng sẽ đen hết. Trong cái MSK, tức là hình ảnh học về cơ xương khớp á, thì không phải là chỉ có cái vùng khớp gối này, mà nó đúng ở những cái cơ quan khác. Ví dụ sau này chúng ta học khớp vai, chúng ta thấy sụn viền nó cũng sẽ có tín hiệu thấp, tín hiệu màu đen giống như là sụn chêm. Những cái dây chằng và những cái gân cơ nó cũng sẽ có những cái tín hiệu đen. Cơ thì trên T1 nó sẽ có xám, tín hiệu màu xám như vậy. Mỡ thì hôm bữa chúng ta đã học rồi. Mỡ thì nó sẽ là tín hiệu cao trên cả T1 và T2. Và ở đây chúng ta thấy là đây là cái xương của chúng ta. Thì bình thường trong cái xương của chúng ta nó có cái tủy xương, cho đó là nó sẽ sáng như vậy. Và nếu mà chúng ta dùng những cái xương xám mỡ thì mỡ nó sẽ bị xóa, thì chúng ta sẽ thấy là nó cũng sẽ đen luôn đó. Thì cái này là cái xương T1. Ở phía trước này chúng ta sẽ thấy được cái xương bánh chè. Đây là cái xương bánh chè, và hai bên này thì chúng ta sẽ có được cái mạc dữ của xương bánh chè. Thầy em hay thấy con chỗ chuột của thầy thế. Thì cái này bây giờ chúng ta nói sơ qua, khi mà chúng ta đi qua những cái lát cắt coronal, thì nếu mà chúng ta đi từ phía trước ra phía sau, thì chúng ta cũng thấy được đây là cái xung T1, vẫn là cái xung T1, thì đây là cái dây chằng chéo trước nè. Và chúng ta đi từ phía trước ra phía sau, thì chúng ta sẽ thấy là dây chằng chéo trước nó sẽ từ cái bờ trước của mâm chảy, nó đi lên này, đi lên vào trong, và nó sẽ bám vào cái mặt trong của cái lồi cầu ngoài xương đùi. Đó là dây chằng chéo trước. Và cái dây chằng chéo sau thì cái hướng nó ngược lại. Chúng ta sẽ bắt đầu dây chằng chéo sau là cái bờ sau của mâm chảy, và chúng ta nó sẽ đi ra phía trước và nó sẽ bám vào cái mặt trong của lồi cầu ngoài xương đùi. Và cái hai cái dây chằng và cái vùng khớp gối, hai cái cấu trúc rất là quan trọng trong em. Thấy là dây chằng chéo trước và chéo sau nó sẽ bắt chéo nhau trong cái hõm đi lồi cầu này. Trên coronal này thì chúng ta sẽ dễ nhận diện ra những cái cấu trúc giải phẫu hơn. Nếu mà chúng ta nhìn chiếu quay nó, chúng ta nhìn cái coronal, nó sẽ giống cái hình giải phẫu mà chúng ta nhìn. Đây chúng ta thấy dây chằng bên ngoài, nó sẽ bám từ cái lồi cầu ngoài tới cái xương mát. Nó là cái bó nông của nó. Còn đây là cái dây chằng bên trong. Đây là cái dây chằng bên trong, nó sẽ bám từ cái lồi cầu trong, từ xương đùi cho tới cái lồi cầu trong của mâm chảy. Và cái khúc này á, đấy là cái sụn chêm. Thì cái sụn chêm này nó sẽ dính vào trong cái sụn chêm. Khi mà nó đi qua sụn chêm thì nó sẽ dính vào trong cái sụn chêm. Thì chúng ta đã ép tủy xương. Đây là cái vùng mâm chảy này. Bây giờ đến cái sụn chêm. Thì cái sụn chêm, nếu mà chúng ta nhìn đó, cái sụn chêm nó sẽ có hình chữ C. Hình chữ C thì nếu mà chúng ta nhìn phía trước, đây phía sau nhé. Bây giờ chúng ta đi từ phía trước thì nó sẽ có cái hình này. Đây là cái sừng trước của sụn chêm. Sau đó chúng ta đi tiếp thì nó sẽ không có sừng trước, mà
cái phần này nó sẽ là thân của sụn chêm. À, chúng ta sẽ đi tới cái phần thân của sụn chêm, tức là nó chỉ có một cái hình tam giác ở đây thôi. Cái phần giữa này nó không có sụn. Cái phần hình hình chữ C đó nó chỉ có bo bên ngoài thôi. Cho nên khi chúng ta cắt corona chúng ta sẽ thấy như vậy. Rồi sau đó chúng ta đi ra phía sau thì lúc đó chúng ta thấy được cái hình thân sụn chêm ở sừng sau của sụn chêm nó sẽ là như vậy nha. Thì sự từ đây là sừng trước ha. Chúng ta thấy sừng trước, sau đó chúng ta thấy hình cái hình tam giác, và cuối cùng chúng ta đi được phía sau thì cái này là cái sừng sau của sụn chêm. Sụn chêm ngoài thì nó cũng như vậy thôi, nó cũng sẽ tương tự như cái sụn chêm trong. Ở phía trên của sụn chêm á, chúng ta sẽ thấy được một cái lớp tín hiệu nó thấp như này, tín hiệu nó thấp đó, mà nó không phải là cái xương chạy, thì cái này là nó là sụn khớp của cái lồi cầu xương đùi và sụn khớp của cái lồi cầu của mâm chạy. Thì cái sụn khớp này chúng ta sẽ dùng, tí nữa chúng ta sẽ nói về cái protocol, thì nó sẽ có cái sụn PD, để khi mà chúng ta muốn khảo sát sụn khớp thì chúng ta phải dùng cái sụn PD. Những cái cơ này chúng ta có thể nhớ cũng được, không nhớ cũng được. Bây giờ đến cái protocol khi mà chúng ta chụp cái khớp gối, thì khi mà chúng ta chụp cái khớp gối á, chủ yếu của chúng ta là những cái xung mà T2 facet và cái xung BD facet, chủ yếu là chúng ta sẽ dùng những cái xung như vậy. Thì T2 facet và BD facet thì có thể là chúng ta sẽ chọn, ví dụ như là chúng ta chọn chụp exocytochrono đó, chúng ta sẽ chụp cả BD và T2 facet. Rồi chúng ta sẽ có một cái hình T1 thì cũng có thể là chúng ta chỉ cần thêm một cái T1 corona hoặc là T1 cyto là đủ. Và chủ yếu của chúng ta đó là cái hình T2 facet và cái hình proton density là BD á, xung BD. Bây giờ chúng ta sẽ nói về một số những cái bệnh lý thường gặp của khớp gối trên cái hình MRI. Thì cái sụn chêm này nè, chúng ta sẽ nói, thứ nhất là chúng ta sẽ nói về cái sụn chêm. Thì đối với cái sụn chêm á, khi mà chúng ta cắt cyto á, chúng ta sẽ cắt nếu mà cái độ dày nó khoảng 4 cho tới 5 mm thì chúng ta cứ nhớ là hai cái lát qua thân thì nó sẽ có hình chiếc nơ, còn ba cái lát cắt sừng trước và sừng sau. Và tín hiệu của sụn chêm thì nãy chúng ta đã nói là sụn chêm nó có tín hiệu đen trên tất cả các chuỗi sung. Thì giờ nếu mà chúng ta nhìn từ trên, chúng ta nhìn xuống thì sụn chêm nó sẽ có cái hình chữ C giống vậy, hoặc là hình chữ gần giống như hình chữ O. Thì bây giờ nếu mà chúng ta cắt hình xa to, có nghĩa là chúng ta cắt như thế này, chúng ta cắt vô, thì những cái lát cắt ban đầu á, khoảng 2 cho tới 3 cái lát cắt đầu tiên, khoảng 2 thôi nha. Nếu thường đó là chúng ta chỉ có khoảng 2 cái lát cắt đầu tiên, thì chúng ta sẽ thấy được, chúng ta cắt như vậy thì chúng ta sẽ cắt cái thân sụn chêm. Khi mà chúng ta cắt xa to, chúng ta sẽ thấy được cái thân sụn chêm trước, và nó sẽ có cái hình chiếc nơ. Thì đây là cái hình chiếc nơ nè. Sau đó khi mà chúng ta cắt 3 cái lát của trong á, thì lúc này chúng ta sẽ không thấy được cái hình chiếc nơ, mà chúng ta chỉ thấy được cái hình tam giác ở sừng trước và sừng sau. Cái này chúng ta tưởng tượng một chút xíu. Còn nếu mà không á, rất là dễ, là chúng ta cứ bật những cái MRI lên, chúng ta mở một cái hình sato, một hình exo, và chúng ta nhìn một vài ca là chúng ta sẽ quen. Tức là hai cái lát đầu tiên chúng ta sẽ đi qua thân, và sau đó ba cái lát tiếp theo thì chúng ta chỉ thấy được cái sừng trước và sừng sau, và sừng sau của sừng chêm. Thì đối với sừng chêm này á, nó sẽ có những cái bệnh lý thoái hóa và rách sừng chêm. Thoái hóa và rách sừng chêm. Thì đối với cái bệnh lý thoái hóa, chúng ta cứ nhớ là sụn chêm á, nó đen trên tất cả các chuỗi sung. Và khi mà chúng ta nhìn cái thoái hóa sụn chêm á, thì chúng ta sẽ nhìn trên thằng T2 facet. Chúng ta sẽ nhìn trên T2 facet. Thì như thế nào gọi là thoái hóa? Thoái hóa là khi mà chúng ta nhìn trong cái sụn chêm á, nó sẽ có những cái đường tăng tín hiệu, những cái đường tăng tín hiệu, và nó không phá vỡ bề mặt sụn, thì người ta gọi nó là thoái hóa sụn. Nó nằm bên trong sụn và không có phá vỡ cái bề mặt sụn, thì lúc đó người ta sẽ gọi là thoái hóa. Thì thoái hóa này nó có thể là do tuổi, hoặc cũng có thể là bệnh nhân chơi thể thao, cái lực tác động nó ép lên trên cái sừng chêm, trên hai cái sừng chêm của khớp gối,
nó lớn và nó sẽ gây ra cái hiện tượng thoái hóa sụn chêm. Và những cái thoái hóa này có thể là nó sẽ tiến triển tới rách sụn chêm, nhưng mà cũng có thể là nó chỉ dừng lại ở cái chuyện là thoái hóa thôi và nó không có dẫn đến rách sụn chêm. Và khi mà thoái hóa sụn chêm thì người ta chỉ có điều trị bảo tồn. Còn nếu mà rách sụn chêm thì có những trường hợp người ta phải mổ ha, người ta phải phẫu thuật. Thì đây là cái hình hình sụn chêm mà trên cái hình T2 phát sát, là hình này hình T2 phát sát. Thì chúng ta thấy là bình thường á, cái sụn chêm nó phải đen, nó phải đen ha. Đây không có cái hình sụn chêm bình thường. Sụn chêm bình thường nó là giống cái hình này nè. Đây là cái hình T2 mà chưa có phát sát. Thì nếu mà phát sát rồi á, thì sụn chêm nó không, cái tín hiệu nó cũng không có thay đổi gì hết. Tại vì sụn chêm nó đâu có chứa mỡ, cho nên là có phát sát hay không có phát sát thì tín hiệu bình thường của nó phải đen, đen đồng nhất giống vậy. Còn nếu mà có phát sát thì chúng ta thấy tủy xương ở phía trên nó sẽ bị xóa mỡ đi. Thì bình thường cái sụn chêm nó sẽ có cái tín hiệu đen vậy. Bây giờ nếu mà trường hợp mà thoái hóa sụn chêm á, chúng ta sẽ thấy những cái đường tăng tín hiệu. Đây là những cái đường tăng tín hiệu bên trong sụn chêm. Nhưng cái bề mặt của sụn chêm á, nó vẫn còn nguyên mà nó không có bị phá vỡ, thì người ta sẽ đọc nó là thoái hóa sụn chêm. Đây là cái hình người ta minh họa cho chúng ta. Thì trên cái hình này chúng ta cũng thấy được đây là cái viền của sụn khớp ha. Sụn khớp thì sụn khớp cái tín hiệu nó sẽ cao hơn cái sụn chêm. Bây giờ đến rách sụn chêm thì rách sụn chêm á, cái tín hiệu của rách sụn chêm nó cũng giống như là tín hiệu của thoái hóa sụn chêm, tuy nhiên á, nó sẽ tăng tín hiệu nhiều hơn là thoái hóa là cái thứ nhất, và thứ hai nữa là nó sẽ liên quan tới mặt khớp, tức là cái đường rách này nó còn không còn những cái đường tăng tín hiệu này nó không còn nằm ở bên trong sụn chêm nữa, mà bây giờ nó đến tới cái mặt bề mặt của sụn chêm luôn, thì lúc đó người ta sẽ gọi nó là rách sụn chêm. Và MRI nó có giá trị chẩn đoán rách sụn chêm đến 90% là chính xác khi mà chúng ta dùng MRI để mà chúng ta khảo sát rách sụn chêm. Bây giờ rách sụn chêm nó sẽ có nhiều dạng rách rất là phức tạp, nếu mà chúng ta đi sâu vô rách chéo, rách ngang, rách dọc, rách ngoại vi, rách hình nắp, rách tự do, phân ly sụn chêm bao khớp, nó sẽ có rất nhiều loại rách. Tuy nhiên đối với chúng ta chỉ cần chúng ta nhìn ra được những cái loại rách mà dễ nhất là ok, tức là rách những cái rách dễ phát hiện, thì đây là một cái trường hợp mà rách sụn chêm mà rách ngang. Thì đây là cái hình mà người ta mô tả chúng ta nó sụn chêm của chúng ta. Ví dụ mình chúng ta chơi đá banh, chúng ta bị chấn thương thì có thể chúng ta sẽ bị rách sụn chêm. Thì cái cách rách sụn chêm nó rách ngang, tức là cái đường rách nó sẽ nằm như vậy và nó phải đi, nó phải ảnh hưởng, nó phải phá vỡ cái bề mặt của sụn chêm. Thì trên cái hình MRI này chúng ta sẽ thấy đây là cái sừng sau của cái sụn chêm và cái đường rách này nó đi nó phá vỡ cái bề mặt của sụn chêm, thì người ta sẽ đọc nó là rách sụn chêm. Bây giờ đến rách mà rách dọc thì nãy là rách ngang, còn rách dọc là đây là cái hình sụn chêm chúng ta nhìn từ phía trên xuống, và rách dọc là cái đường rách nó như thế này, nó nằm horizontal so với sụn chêm á, thì nó sẽ gọi là rách dọc. Và khi mà rách dọc mà chúng ta chụp cái hình xa tô thì đây là chúng ta sẽ thấy được cái hình rách dọc. Vậy khi mà chúng ta chụp xa tô, tức là ta cắt một cái đường ngang qua như vậy, thì cái đường rách này nó chỉ thành một cái đường mảnh này thôi. Đó. Do đó là đối với cái đường rách dọc thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ phạm vô, nó cũng phá vỡ cái bề mặt của cái mặt dưới của sụn chêm. Và đây là một cái đường tăng tín hiệu mà nó nằm dọc, thì lúc đó chúng ta sẽ gọi nó là rách dọc. Nó sẽ có những cái loại rách phức tạp khác, ví dụ rách quay sách, rồi rách lật, nói chung là nó sẽ phức tạp và chúng ta sẽ không cần phải nhớ tới. Đây là một cái dạng là nó rách mà rách rách bờ tự do. Thì khi mà rách như vậy đó, thì chúng ta thấy là tại cái vị trí này nó bị rách nè, tại vị trí này bị rách thì thường á, những hai cái lát hai cái cyto mà đầu tiên từ bên ngoài của sụn chêm mà chúng ta đi vô á, thì cái sụn chêm nó phải có hình chiếc nơ,
Và nếu mà bây giờ trường hợp mà nó rách, mà rách cái đường 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 dọc á, mà nó lại rách từ cái bờ trong, thì khi mà chúng ta cắt như vậy á, thì nó sẽ mất cái hình chữ N. Và cái dấu này người ta sẽ gọi nó là cái dấu dấu sụn trên hình ma, tức là nó bị khuyết một phần ở cái vùng này, do là cái đường cắt của chúng ta nó đi ngang qua cái đường rách đó, cho nên nó sẽ ra cái hình này. Trong cái trường hợp này ha, bệnh nhân này là bệnh nhân mà bị rách, mà rách hoàn toàn luôn, rách dọc mà rách hoàn toàn, là toàn cái sừng sau của sụn chêm. Thì khi mà chúng ta cắt, nếu mà vô tình cái lá cắt của chúng ta mà nó đi đi đúng qua cái đường cắt, thì coi như là chúng ta sẽ thấy là nó mất tín hiệu của sụn chêm. Tại vì cái đường cắt khi mà chúng ta nằm lại cái vị trí này, tức là sụn chêm nó rách ngay tại vị trí đó và nó không còn tín hiệu nữa. Do đó là tại cái vị trí sừng sau này chúng ta sẽ không còn thấy tín hiệu. Rách dạng nắp này khó, chúng ta bỏ qua. Rồi đến một cái nữa, đó là cái nang sụn chêm. Thì nang sụn chêm á, cái nằm nó có thể nằm cạnh sụn chêm và tín hiệu nó như là thoái hóa, hoặc là nó cũng có thể nằm bên trong sụn chêm thì cái tín hiệu của nó cao như là dịch. Thì cái nang sụn chêm này bản chất của nó là do rách sụn chêm mà nó không có lan đến cái mặt khớp, nó không có lan tới cái mặt khớp, thì người ta sẽ gọi nó là rách sụn chêm, là nang sụn chêm. Thì đây là một cái trường hợp rách sụn chêm này, rách sụn chêm này, và nó không có phạm vô cái mặt khớp của cái sụn chêm ha, thì nó sẽ tạo ra một cái nang cạnh sụn chêm ở đây. Người ta sẽ đọc đây là một cái rách sụn chêm mà nó có nang sụn chêm đi kèm. Đây là một cái trường hợp khác ha, đây là rách sụn chêm mà nó có cái nang sụn chêm mà nó nằm bên trong sụn chêm luôn. Tiếp theo nữa là sụn chêm hình đĩa. Sụn chêm hình đĩa thì bình thường cái sụn chêm của chúng ta nó sẽ có hình chữ C, và cái phần bên trong này là cái phần mà nó không có sụn. Tuy nhiên sụn hình đĩa, tức là cái phần bên trong này nó cũng có sụn luôn, và nó không còn có hình chữ C nữa, mà lúc này nó thành cái hình giống cái hình cái đĩa đó. Bây giờ nó không còn khuyết cái phần bên trong này nữa, mà bây giờ nó cái thân của nó, cái phần này nó được phủ luôn bởi cái phần sụn. Thì thay vì nó sẽ có cái hình chữ C thì bây giờ nó sẽ thành cái hình đĩa. Và khi mà chúng ta chụp hình lên á, thì chúng ta sẽ thấy là cái thân, cái hình từ đầu tới cuối chúng ta đều thấy được cái hình chữ N, tức là cái hình như vậy ha. Chúng ta đi, chúng ta cắt từ bên ngoài vào bên trong ha. Nếu bình thường đó là những cái lát cắt bên trong này, chúng ta sẽ không thấy được cái phần giữa của sụn chêm. Nhưng mà đối với sụn chêm hình đĩa, chúng ta sẽ thấy liên tục những cái lá cắt nó đều là những cái hình chữ N hết. Thì lúc đó người ta sẽ chẩn đoán là sụn chêm hình đĩa. Thì cái sụn chêm hình đĩa này nó dễ bị tổn thương hơn so với cái sụn chêm bình thường. Và nếu mà có triệu chứng thì người ta có chỉ định người ta phẫu thuật. Rồi bây giờ đến cái phần tiếp theo, đúng không? Tức là chúng ta cũng nói một trong những cái phần mà chính trong cái khảo sát MRI khớp gối, tức là nó có tổn thương cái cặp dây chằng chéo trước và chéo sau hay không. Và thường nhất á, là những cái ca mà MRI khớp gối á, nếu mà nó có đứt dây chằng á, thì đa phần nó sẽ là đứt lại dây chằng chéo trước là nhiều, thường là sẽ là dây chằng chéo trước. Thì bây giờ trên cái hình MRI á, cái cách mà chúng ta nhìn nhanh để chúng ta biết là dây chằng chéo trước nó còn liên tục hay là nó bị đứt, thì có một cái cách, nó là người ta sẽ nhìn vô cái hình xa tô T2 xa tô. Thì bình thường á, cái dây chằng chéo trước này nè, nó sẽ như thế này nè. Đó, nãy chúng ta học về giải phẫu á, chúng ta sẽ thấy là nó đi từ phía trước và ra phía sau. Thì trên cái hình xa tô nó sẽ có cái hình chéo giống vậy, hình chéo giống vậy, và nó sẽ phải liên tục và song song với cái trần hõm liên lồi cầu ha, nó phải song song với trần hõm liên lồi cầu. Thì trần hõm liên lồi cầu là cái nào? Thì trần hõm liên lồi cầu á, là cái đường cái mặt dưới của cái hõm liên lồi cầu á. Thì đây là cái trần hõm liên lồi cầu nè.
À, thì cái mặt dưới nó sẽ là vậy, là cái đường này. À, thì bình thường á, cái dây chằng chéo trước á, nó phải song song và nó liên tục với nó liên tục và nó song song với trần hõm liên lội cầu. Thì cái dây chằng chéo trước nó cũng phải có tín hiệu đen, dây chằng nào cũng vậy, trên xu nào cũng có sẽ có tín hiệu đen hết. À, thì đặc biệt của cái thằng dây chằng chéo trước này là cái đầu trên của nó, cái phía trên này nó phải đen, nhưng mà phía dưới này nó có thể tăng tín hiệu mà dạng dạng đường á, dạng sọc sọc á, nó sẽ tăng nhẹ tín hiệu sọc sọc ở cái chỗ mà đầu đầu mà nó bám vào cái mâm chạy. À, thì cái đó là bình thường, còn cái đầu trên thì hoàn toàn nó phải là tín hiệu đen. À, phía sau nó đây là cái dây chằng chéo sau. À, tí nữa chúng ta sẽ nói về cái dây chằng chéo sau. Thì tại sao cái đầu dưới này nó tăng nhẹ tín hiệu là bình thường? Tại vì thực ra cái dây chằng chéo chéo trước này nè, cái chỗ mà nó bám vào cái mâm chày á, nó không phải là một cái bó đồng nhất, mà nó tách ra làm hai bó, nó tách ra làm hai hai chẻ. Thì do nó tách ra làm hai chẻ như vậy á, cho nên á, khi mà chúng ta thấy nó tăng tín hiệu nhẹ nhẹ, mà nó phải là cái dạng sọc sọc song song ha. Những cái đường tăng tín hiệu nó phải là những cái đường sọc và song song như thế này thì nó là bình thường, chứ nó không phải là đứt dây chằng. Chúng ta đừng có đọc, khi mà chúng ta thấy như vậy chúng ta đừng có đọc là đứt dây chằng, mà nó là bình thường. Do cái chỗ mà nó bám vào mâm chày nó sẽ tách đôi ra thành hai cái bó, do đó nó sẽ có cái hình ảnh như vậy. Bây giờ đứt dây chằng thì dây chằng nó sẽ chia làm đứt hoàn toàn mà đứt bán phần, hay là đứt không hoàn toàn. Nếu mà đứt hoàn toàn tức là chúng ta sẽ không thấy được cái dây chằng, hoặc là cái dây chằng chéo trước nó sẽ mất cái đường đi, nó mất cái đường song song với cái trần hõm liên lội cầu, hoặc là dây chằng nó sẽ nằm nằm cái đường đi nó phẳng hơn là bình thường. Còn đứt bán phần thì nó chỉ tăng, nó có thể nó tăng bề dày ha, và nó sẽ tăng tín hiệu bên trong dây chằng. Thì đây là một cái trường hợp mà đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước. Thì chúng ta nhìn trên cái hình xa tôi, chúng ta thấy bình thường nó phải có một cái bó dây chằng nó sẽ đi song song, nó đi như thế này. Còn đằng này là nó bị đứt hoàn toàn, cho nên chúng ta không có thấy được cái hình bình thường nữa. Ở đây chúng ta cũng thấy được những cái tín hiệu màu đen, những cái mô mà dây chằng nó bị bầm dập đó, nó nằm nó còn lại, chứ chúng ta không còn thấy được cái cọng dây chằng nguyên vẹn nó nằm ở cái vị trí này nữa. Thì lúc đó người ta sẽ đọc đây là đứt dây chằng chéo trước, đứt hoàn toàn. Đây một cái trường hợp khác cũng là đứt dây chằng chéo trước và cũng là đứt hoàn toàn luôn. Cái này là cái dây chằng chéo sau, dây chằng chéo sau. Còn đây là cái dây chằng chéo trước. Dây chằng chéo trước nó đã bị đứt. Và hình này là cái hình thứ hai phá sát. Bây giờ đến cái hình ảnh của dây chằng chéo trước mà sau mổ tái tạo dây chằng, thì nó là một cái mảng khác nữa, tức là sau mổ tái tạo dây chằng thì người ta sẽ đánh giá cái gì? Người ta sẽ đánh giá là dây chằng nó có gián đoạn hay không. Và cái dây chằng mà tái tạo á, nó có song song không, nó có do nó cái đường đi của nó có giống cái dây chằng nguyên thủy không. Thì đối với cái dây chằng tái tạo, nếu mà tái tạo tốt á, tức là khi mà đứt cái dây chằng á, thì thường người ta sẽ lấy một cái phần dây chằng hay là mô cơ gân cơ ở một cái chỗ nào đó, người ta lên trong cơ thể người ta ghép, người ta sẽ làm cái dây chằng cho bệnh nhân. Dây chằng đó người ta gọi là dây chằng tái tạo. Thì khi mà người ta mổ tái tạo dây chằng mà mổ tốt á, thì cái dây chằng tái tạo này nó cũng phải song song với cái trần hõm liên lội cầu, giống như là cái dây chằng nguyên thủy, thì cái đó nó sẽ là tốt. Và cái chức năng của khớp gối nó sẽ được bảo tồn hoàn toàn, tức là nó hoạt động giống như là một cái dây chằng bình thường vậy. Còn lại có những cái trường hợp nó gián đoạn, hoặc là cái dây chằng tái tạo này nó không có song song, hoặc là nó quá dốc. Một là nó nằm quá dốc, bây giờ nó không song song nữa mà nằm thẳng đứng vậy nè, tức là người ta sẽ gọi nó là quá dốc. Hoặc là nếu mà nó không dốc mà nó chưa có không có song song mà nằm tà tà vậy,
thì cái dây chằng chéo trước nó cũng không có đảm bảo được cái chức năng. Ở trường hợp mà nó dốc như thế này thì cũng không tốt. À, cho nên á, khi mà tái tạo thì mục đích mà phẫu thuật viên người ta phải làm sao người ta tái tạo được cái dây chằng mà nó phải cái hướng đi của nó giống như là cái dây chằng nguyên thủy. À, đây là một cái trường hợp mà sau khi tâm mộ người ta tái tạo dây chằng ha. À, thì đối với cái bệnh nhân này chúng ta sẽ thấy là cái đường đi đây là cái chằng hõm liên lồi cầu và đây là cái dây chằng, thì rõ ràng cái dây chằng nó bị dốc so với cái chằng của hõm liên lồi cầu. Và nó sẽ có một số cách tính toán để người ta biết là sau khi mổ tái tạo dây chằng người ta sẽ tính một số những cái góc, và nó từng ứng với những cái góc này nó sẽ có những cái chỉ số cụ thể để người ta chỉ ra là dây chằng nó dốc hay là dây chằng nó tốt. Ví dụ trong cái trường hợp này sau khi người ta mổ xong ha, và người ta đo thì người ta tính được cái góc này là cái góc của dây chằng sau khi tái tạo, và cái mặt phẳng của cái mâm chạy nó là 55 độ thì cái trường hợp này là tốt. Còn cái trường hợp này chúng ta thấy nó quá dốc, tức là cái góc này nó tới 70 mấy độ ha. Đấy, cái đường đi của dây chằng nó rất là dốc, và khi mà nó dốc như vậy thì cái chức năng của cái khớp gối của người ta nó sẽ không có được phục hồi giống như là một cái khớp gối mà có một cái dây chằng bình thường. Nó sẽ bị giới hạn hoặc là bệnh nhân sẽ bị đau, khi mà tự động. Đây là những cái phép đo khác chúng ta không cần nhớ. Dây chằng chéo trước, bây giờ mổ dây chằng chéo trước nó còn có một cái hiện tượng đó là sẹo khớp. Thì cái sẹo khớp này chúng ta cũng lướt qua, chúng ta sẽ không học cái phần này. Bài này nó rất là dài. Tôi đợi 5 phút nha, tôi có điện thoại. Thầy bị tắt mic đó thầy ơi. Thầy nói chưa thầy? Ok. Có lẽ là lần sau chúng ta sẽ tiếp tục bài này ha, tại vì bây giờ tôi có việc rồi. Nếu mà chúng ta không có câu hỏi gì thì chắc là lần sau chúng ta sẽ tiếp tục. Các bạn nào có câu hỏi nào? Nếu mà chúng ta không có câu hỏi gì thì chúng ta nghỉ hôm nay ha. Yeah.